Đã hơn 4 năm trôi qua, Chelsea vẫn chưa thể hạ gục được Arsenal trên sân nhà Stamford Bridge. Bước vào vòng 15 tới đây, họ sẽ phải tiếp đón đối thủ với một vị thế hoàn toàn khác. Trải qua 12 trận đấu, những gì mà Chelsea kiếm về chỉ là 6 chiến thắng ít ỏi. Bên cạnh đó, số trận hòa của The Blue bằng đúng một nửa số lần họ được ca khúc khải hoàn. Nắm trong tay 21 điểm, không hề ngạc nhiên khi Chelsea đang phải đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League. Nhìn về phía Arsenal, họ đang có thứ hạng trái ngược hoàn toàn so với đối thủ. Arsenal năm nay là một Arsenal đã lột xác cực kỳ mạnh mẽ với lối chơi chứa đầy sự nguy hiểm. Cũng chơi 12 trận như gã hàng xóm phía Tây London, nhưng các pháo thủ đã thắng đến 10 trận. Chỉ có duy nhất một lần họ gục ngã khi phải hành quân đến nhà hát của những giấc mơ. Với 31 điểm kiếm về, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta đang đứng đầu ngoại hạng Anh. Đó là một kết quả mà bất cứ cổ động viên nào của Arsenal cũng không dám mơ tới khi giải đấu bắt đầu. Giờ đây, Arsenal đã sẵn sàng hành quân đến Stamford Bridge với vị thế cửa trên. Họ cũng mang theo sự quyết tâm để giành 3 điểm ra về, qua đó giữ vững vị trí đầu bảng. Với việc chỉ hơn Man City 2 điểm, Arsenal hiểu rằng một trận hòa là không đủ để họ duy trì ngôi đầu. Vậy trận derby London này, chiến thắng sẽ thuộc về ai? Hãy cùng chúng tôi nhận định trận cầu tâm điểm vòng 15 Premier League giữa Chelsea và Arsenal trong video dưới đây. Trước khi bước vào trận đấu này, Chelsea đang phải chịu tổn thất lớn về mặt lực lượng. Trước đó, họ đã có những nhân tố quan trọng phải ngồi ngoài vì chấn thương như Kepa, Fofana, Reece James hay Kovacic. Mới đây nhất, có thêm một cái tên nữa điền vào danh sách chấn thương dài dằng dặc của The Blue, đó chính là Ben Chilwell. Trong lượt trận cuối cùng tại bảng E Champions League, Chelsea đã tiếp đón những vị khách Dinamo Zagreb tại thánh địa Stamford Bridge. Đây là trận đấu mà The Blue áp đảo đối thủ hoàn toàn về mặt thông số với 22 lần dứt điểm. Tuy nhiên, chỉ có đúng 6 lần bóng đi trúng đích. Thậm chí, họ còn để cho đại diện đến từ Croatia vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 7 nhờ công của Bruno Petkovic. May mắn cho thầy trò huấn luyện viên Graham Potter khi hai tân binh Sterling và Zakaria đã kịp thời tỏa sáng để giúp họ lội ngược dòng 2-1 thành công. Qua đó, Chelsea duy trì được ngôi đầu bảng E với 13 điểm, hơn đội nhì bảng AC Milan 3 điểm. Thế nhưng, ngày vui của Chelsea không được trọn vẹn khi trận đấu bước vào những phút bù giờ. Khi đó, Ben Chilwell đã nằm gục xuống sân và khóc nức nở. Các nhân viên y tế của đội chủ nhà đã nhanh chóng chạy vào sân để kiểm tra tình hình. Sau đó, họ đã dìu Ben Chilwell tập tễnh từng bước ra ngoài sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Theo thông báo từ huấn luyện viên Graham Potter, hậu vệ người Anh đã dính chấn thương gân khuèo. Tồi tệ hơn khi chấn thương đó có thể khiến Ben Chilwell phải nghỉ toàn bộ các trận đấu còn lại trước khi World Cup diễn ra. Đáng nói rằng, cầu thủ 25 tuổi vừa mới bình phục chấn thương đầu gối dài hạn, giờ đây anh lại đứng trước nguy cơ phải ngồi nhà xem World Cup. Đó chắc chắn là một tổn thất lớn dành cho Chelsea ở vị trí hậu vệ trái. Trong trận đấu với Dinamo Zagreb, Ben Chilwell sở hữu thông số khá ấn tượng. Anh tung ra được một cú sút, tắc bóng một lần, đánh chặn một lần, phá bóng một lần, qua người một lần, chuyền bóng thành công 85,5%, chặn bóng 83 lần, cao thứ 3 bên phía Chelsea. Thậm chí, anh còn tham gia 8 tình huống tấn công mở ra cú dứt điểm, cao nhất Chelsea. Nói như vậy để thấy rằng Ben Chilwell là một cầu thủ rất quan trọng với The Blue ở thời điểm hiện tại. Có lẽ huấn luyện viên Graham Potter sẽ phải sử dụng Marco Cucurella để chám vào vị trí hậu vệ cánh trái trong trận derby tới. Tuy nhiên, đó sẽ là một sự mạo hiểm khi anh phải đối đầu với hướng tấn công bên cánh phải của Arsenal. Cần phải nhớ rằng mùa bóng năm nay, các pháo thủ đang tạo ra miếng đánh nhuần nhuyễn bên cánh phải với sự góp mặt của Ben White, Odegaard và Saka. Dù Saka đã dính chấn thương phải thay ra sớm ở vòng đấu trước trong trận gặp Nottingham Forest, nhưng khả năng anh trở lại vào cuối tuần này là rất cao. Trong buổi tập mới nhất của Arsenal, giới truyền thông đã bắt gặp Saka tập luyện cùng các đồng đội. Không những vậy, Arsenal còn đón nhận thêm tin vui khi Zinchenko cũng quay trở lại. Điều đó đồng nghĩa với việc pháo thủ có thể sử dụng Zinchenko ở vị trí hậu vệ trái để tiếp thêm sức mạnh tấn công. Nên nhớ rằng ở mùa bóng năm nay, Arsenal chính là đội đang sở hữu hàng công mạnh thứ nhì ngoại hạng Anh. Với 30 trận đã chơi, các học trò của huấn luyện viên Mikel Arteta đã ghi được tới 30 bàn thắng. Như vậy, hiệu suất lập công tương ứng của Arsenal đã là 2,5 bàn một trận. Ngoài ra, họ còn có thể tạo ra 1,82 bàn thắng kỳ vọng mỗi trận. Đó là một con số thống kê ấn tượng cho thấy sự lột xác của các pháo thủ. Đặc biệt sẽ có một cầu thủ cực kỳ khao khát ghi bàn ở trận đấu tới, đó chính là tân binh Gabriel Jesus. Tính trên mọi đấu trường, cầu thủ người Brazil đã có 7 trận liên tiếp tịt ngòi, con số đó là 4 nếu chỉ tính riêng giải ngoại hạng Anh. Thậm chí trong hai vòng đấu gần nhất, Jesus còn được huấn luyện viên Mikel Arteta cho chơi cả trận. Điều đó đủ để thấy ông thầy người Tây Ban Nha đang muốn tiền đạo chủ lực của mình giải tỏa cơn khát bàn thắng. Tuy nhiên, không thể nhìn vào chuỗi trận không ghi bàn của Jesus mà chỉ trích cầu thủ này, nên nhớ rằng anh vẫn đang là đầu tàu hàng công của Arsenal với 5 bàn thắng, cao nhất đội. Chỉ có một cầu thủ khác sở hữu 5 bàn thắng như Jesus là một Gabriel khác mang tên Martinelli. Bên cạnh đó, Jesus còn mang đến 5 pha kiến tạo cho các đồng đội. Ngay trong chiến thắng 5-0 trước Nottingham Forest ở vòng 14, anh đã có 2 pha kiến tạo thành bàn. Chính vì vậy, đối đầu với Arsenal lúc này là một bài toán không hề dễ chịu dành cho Chelsea, nhất là khi hệ thống phòng ngự của họ vẫn đang hiện ra những lỗ hổng rõ rệt.
Chính điều này khiến cho đội bóng phía Tây thành London đã phải đón nhận 15 bàn thua. Việc để thủng lưới 1.33 lần trên một trận là một con số thật khó chấp nhận với một đội bóng đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch. Và như đã nói ở trên, việc thiếu Ben Chilwell sẽ càng làm cho hàng thủ của Chelsea yếu đi trông thấy. Trận đấu tới đã được giới bộ điệu đánh giá là sẽ có cơn mưa bàn thắng xuất hiện. Nguyên do bởi những trận đấu đối đầu giữa Chelsea và Arsenal trong thời gian gần đây đang có khá nhiều bữa tiệc bàn thắng hấp dẫn, nhất là khi trận đấu diễn ra tại Stamford Bridge của Chelsea. Chỉ xét 5 trận gần nhất ở sân đấu này, cầu thủ đôi bên đã cùng nhau ghi tới 21 bàn thắng. Ngoài ra, có 4 trận đấu đều sở hữu tổng 3 bàn trở lên. Kết hợp những yếu tố kể trên, trận đấu tại vòng 15 tới đây có thể cũng không ngoại lệ. Bên cạnh đó, Chelsea còn không nhận được sự ủng hộ đến từ lịch sử đối đầu. Trong quá khứ đã có tổng cộng 205 trận derby thành London diễn ra giữa sắc xanh và sắc đỏ. Arsenal là đội sở hữu kết quả tốt hơn khi đã đánh bại đối thủ 81 lần. Trong khi đó, số chiến thắng mà Chelsea kiếm về là 66. Như vậy, có 58 trận đấu khép lại với kết quả bất phân thắng bại. Nhìn vào thời gian gần đây, cán cân đối đầu cũng đang nghiêng hẳn về phía các pháo thủ. Thật vậy, 4 trên 5 trận mới nhất Chelsea đối đầu Arsenal đều phải nếm mùi thất bại. Chiến thắng duy nhất mà The Blue có được là đánh bại Arsenal 2-0 trên sân Emirates ở lượt đi mùa trước. Sau đó, khi trở về mái ấm Stamford Bridge, Chelsea đã bị Arsenal đánh bại 4-2 chung cuộc. Ở trận đấu đó, Nketiah là cầu thủ đóng góp nhiều nhất với một cú đúp. Ngoài ra, sân nhà cũng không phải là điểm tựa vững vàng để Chelsea dựa vào ở trận đấu tới. Nên nhớ rằng, 3 trận gần nhất tiếp đón Arsenal trên sân nhà Stamford Bridge, những gì mà The Blue đón nhận chỉ là hòa và thất bại. Số bàn thắng mà họ ghi được trong 3 trận đấu này chỉ là 4, trong khi đó, mảnh lưới rung lên tới 7 lần. Ngoài ra, chiến thắng trên sân nhà gần nhất mà Chelsea có trước Arsenal đã cách đây 4 năm. Nhìn về hướng đối diện, các pháo thủ không hề e ngại cho chuyến làm khách sắp tới. Chỉ để thua đúng 2 trên 11 trận xa nhà gần nhất tính trên mọi đấu trường, đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta đang có được bàn đạp rất tốt về mặt tinh thần. Ngoài ra, nếu nhìn tổng quan cả sân nhà, họ đã thắng tới 9 trên 11 trận đã qua. Về phía Chelsea, việc không thắng 3 trên 5 trận mới nhất là một kết quả thật khó chấp nhận. Vậy Chelsea sẽ ra sân với sơ đồ như thế nào? Chắc chắn Mendy vẫn sẽ là người chấn giữ khung thành trong bối cảnh Kepa chấn thương. Bộ tứ vệ sẽ là Aspilicueta, Chalobah, Koulibaly và Cucurella. Đây là những cái tên tốt nhất của họ trong cơn bão chấn thương hiện tại. Ở hàng tiền vệ là sự xuất hiện của Mao, Jorginho và Zakaria. Màn chào sân Champions League bằng một bàn thắng cực kỳ ấn tượng của Zakaria sẽ giúp anh có suất đá chính vào cuối tuần này. Cuối cùng là ba cái tên trên hàng công, Havertz, Sterling và người cũ của Arsenal, Aubameyang. Về phía đội khách, huấn luyện viên Mikel Arteta sẽ không mạo hiểm điều chỉnh nhân sự khi toàn đội đang chơi cực kỳ gắn kết. Ramsdale vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Arsenal trong khung gỗ. Ở hành lang cánh trái, rất có thể Zinchenko sẽ tái xuất khi mà Tomiyasu đã gặp phải một chấn thương ở trận đối đầu với Zurich. Ba cầu thủ còn lại ở hàng phòng ngự là Ben White, Saliba và Gabriel Magalhaes. Ở hàng tiền vệ, Podolski và Partey vẫn đang chơi cực kỳ ăn ý. Trong khi đó, nhạc trưởng Odegaard sẽ đảm nhận nhiệm vụ chia bài cho bộ ba Saka, Martinelli và Jesus. Chelsea chạm trán Arsenal chắc chắn là một trận cầu không thể bỏ qua tại vòng 15 Premier League. Theo bạn, đội bóng nào sẽ có được 3 điểm trọn vẹn ở trận đấu tới? Hãy để lại bình luận phía dưới video và đừng quên ấn like cũng như subscribe để ủng hộ cho chúng mình nhé!